Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Chu Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh sinh vào ngày 16 tháng 12 năm 1998. Có nghệ danh là Pinky, là một diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc Pristin và nhóm nhỏ Pristin V do công ty giải trí Hàn Quốc thành lập và quản lý. Chu Khiết Quỳnh sinh ra tại Thai Châu, Chiết Giang của Trung Quốc, nơi cư trú Seoul, Hàn Quốc. Chu Khiết Quỳnh có chiều cao 1m66, cân nặng 47kg. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ I.O.I. Nhóm nhạc dự án hoạt động trong vòng 10 tháng, từ tháng 4 năm 2016 đến cuối tháng 1 năm 2017, dưới quyền quản lý của công ty IMC Entertainment. Chu Khiết Quỳnh còn là thành viên chính thức của nhóm nhạc nữ mới của Pledis Entertainment là Pristin, ra mắt vào tháng 3 năm 2017 và tan rã vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Chu Khiết Quỳnh sinh ra tại Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Cô là con lớn trong gia đình có 3 người con. Sau cô là em trai và em gái. Thần tượng của Chu Khiết Quỳnh là After School và Girl Generation. Năm 2010, cô đã trở thành thực tập sinh của Pledis Entertainment. Trước khi gia nhập Pledis, cô học cấp 2 tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải, khoa nhạc cụ Trung Hoa. Năm 2017, cô tốt nghiệp trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul, là nơi theo học của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Roy, Suri, Esha. Về sự nghiệp, trước khi ra mắt, Khiết Quỳnh nằm trong chương trình đào tạo của nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 6 của Pledis Entertainment. Năm 2013, cô xuất hiện trong Seventeen TV. Mùa hè năm 2014, cô tham gia vào nhóm nhảy cho chiến dịch quảng bá của tiền bối Orange Canadamer. Đầu năm 2015, Khiết Quỳnh xuất hiện trong MV Manshare của Seventeen. Cuối năm 2015, Chu Khiết Quỳnh xuất hiện trong trailer đầu tiên của chương trình Produce 101. Tiết mục của cô là một ca khúc cổ truyền của Trung Quốc với cây đàn tỳ bà. Ngày 22 tháng 1 năm 2016, trong tập 1 của chương trình, Khiết Quỳnh có màn biểu diễn ca khúc Bang của After School cùng với các thành viên cùng công ty Lim Sniron, Kang Kugun, Kim Min Kung, Kabein, Rang Singung. Trong tập 5 của chương trình, Chu Khiết Quỳnh đã nhận được sự bình chọn cao nhất từ các thành viên với danh hiệu Visual số 1. Trong tập 10, Khiết Quỳnh lần thứ 2 nhận được sự bình chọn cao nhất từ các thực tập sinh khác trong cuộc bình chọn thực tập sinh được yêu thích nhất, bạn muốn debut cùng ai. Trong nhiệm vụ thứ 2 của chương trình, cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng khi đã giúp Kim Sung Hee và Rindin Entertainment trong việc thực hiện vũ đạo ca khúc Full Moon của tên bối Sunmi. Kể từ đây, cô cũng đã thân thiết với Chiron, thí sinh cùng với nhóm nhảy là thực tập sinh của MBK Entertainment, sau này đã debut với vị trí thứ 7. Trong tập cuối của chương trình Product 101, Chu Khiết Quỳnh đã chính thức trở thành thành viên thứ 6 của I.O.I. với lượt bình chọn trong đêm chung kết là 218.333 lượt. Ở đêm bán kết, xếp hạng của Khiết Quỳnh bị tụt mạnh từ hạng 6 xuống hạng 19, nhưng trong đêm chung kết cô đã quay trở lại thứ hạng thứ 6. Ngày 5 tháng 4 năm 2016, Khiết Quỳnh cùng với I.O.I. giới thiệu MV đầu tay Cruise. Ngày 19 tháng 4 năm 2016, cô xuất hiện trong teaser của chương trình truyền hình thực tế riêng của I.O.I. mang tên Stand by EOE, bao gồm 2 tập với độ dài tổng thể 90 phút. Tập 1 phát sóng vào ngày 22 tháng 4 và tập 2 phát sóng vào ngày 29 tháng 4. Đúng 12 giờ trưa ngày 4 tháng 5, Khiết Quỳnh cùng với I.O.I. phát hành album đầu tay Chess Lead gồm 7 ca khúc. Cùng lúc đó là MV ca khúc chủ đề Dream Girl cũng chính thức được phát hành trên trang chủ YouTube của IMC Entertainment. Ca khúc đã nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 12 giờ. Khiết Quỳnh cùng với I.O.I. đã bắt đầu chiến dịch quảng bá Dream Girl vào ngày 5 tháng 5 trên sân khấu. Sau đó là được sự cho phép của Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS để biểu diễn tại KBS Music Bank từ ngày 20 tháng 5. Cùng ngày 5 tháng 5, cô tham dự showcase debut và fan meeting ở sân vận động Rang Chung cùng với I.O.I. Ngày 10 tháng 6, IMC Entertainment đã công bố nhóm nhỏ đầu tiên của I.O.I bao gồm 7 thành viên. Nhóm nhỏ vẫn sẽ quảng bá dưới cái tên I.O.I. Vào ngày 24 tháng 6, IMC Entertainment thông báo nhóm nhỏ sẽ sớm ra mắt trong tháng 8. Ngày 4 tháng 8 năm 2016, IMC Entertainment đã tung ra teaser của ca khúc nhóm nhỏ đầu tiên Wantaman nằm trong album Địa Đơn cùng tên. Ngày 9 tháng 8, album Địa Đơn và video âm nhạc của bài hát chủ đề đã chính thức được phát hành. Ngày 30 tháng 1 năm 2017, I.O.I đã chính thức tan rã sau concert cuối cùng Time Sleep. Sau đó, các thành viên sẽ quay về công ty quản lý cũ và tiếp tục hoạt động của mình. Ngày 21 tháng 3, Chu Khiết Quỳnh đã ra mắt nhóm nhạc nữ do Pledis Entertainment thành lập và quản lý. Pristin, tên cũ là Pledis Girl, trong mini album đầu tiên Pristin, cô đảm nhận vai trò nhảy chính, visual và ngoại hình của nhóm. Đầu năm 2018, cô được chọn trở thành cố vấn vũ đạo của chương trình truyền hình sống còn Idol Producer. Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Pledis Entertainment đã cho đăng tải teaser chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc mới và cũng là nhóm nhỏ của Pristin mang tên Pristin V, bao gồm các thành viên Chu Khiết Quỳnh cùng với Nang Rong, Renna, Roya và Egon. Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Pristin V đã chính thức cùng bài hát chủ đề là Get It và hiện tại nhóm này đã tan rã vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Mới đây, mỹ nhân thị phi Hoa ngữ bị kiện vì vi phạm hợp đồng. Ngày 25 tháng 3, công ty giải trí Pledis Entertainment của Hàn Quốc đã cho biết đệ đơn kiện người đẹp gốc Trung Chu Khiết Quỳnh vì đã vi phạm hợp đồng. Trong thông báo gửi đến cơ quan truyền thông, đại diện pháp lý của Pledis Entertainment đã đưa ra chi tiết về quá trình dẫn đến công ty quyết định đưa Chu Khiết Quỳnh ra tòa. Theo đó, từ ngày 19 tháng 2, Pledis đã đệ đơn kiện nữ nghệ sĩ lên tòa án quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc để yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền của cô với công ty. Văn bản đã kể rõ Chu Khiết Quỳnh đã ký hợp đồng độc quyền với Pledis Entertainment vào năm 2015. Cô được công ty sắp xếp hoạt động trong nhóm I.O.I, Pristin và Pristin V. Không những thế, Pledis còn tạo điều kiện tối đa cho giọng ca 22 tuổi tấn công tại nhà Trung Quốc bằng cách xuất hiện trong show Credit của đài Giang Tô và làm huấn luyện viên cố vấn trong chương trình Sống Còn Idol Producer của I.O.I, đảm nhận vai nữ chính của bộ phim truyền hình Đại Đường Nữ Pháp Y. Phía Pledis Entertainment đã khẳng định họ và công ty quản lý bên Trung Quốc Tinh Sán Thịnh Thế đã cùng nhau trợ giúp cho sự nghiệp của Chu Khiết Quỳnh rất nhiều tại thị trường Hoa ngữ lẫn xứ Kim Chi. Tuy nhiên, đầu tháng 9 năm 2019, người đẹp đã bất ngờ đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý thông qua hình thức gửi mail, thư và tin nhắn. Từ đó đến nay, cô cũng né tránh mọi việc liên lạc với nhân viên của Pledis Entertainment. Phía Pledis Entertainment đã tiết lộ sau khi vi phạm hợp đồng với công ty và XCSS Entertainment, Chu Khiết Quỳnh tự tham gia phim ảnh, chương trình truyền hình, đóng quảng cáo liên tục. Do đó, Pledis buộc phải nhờ đến pháp luật để xử lý, xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng độc quyền với công ty. Đồng thời, Pledis cho phía XCSS Entertainment cũng đã đệ đơn hiện tại Trung Quốc yêu cầu phim Hữu Phỉ thực hiện theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận và yêu cầu cô bồi thường. Hiện cô chưa lên tiếng về scandal này. Tranh cãi pháp lý giữa Chu Khiết Quỳnh và hai công ty quản lý Pledis Entertainment và XCSS Entertainment đã nhanh chóng được dư luận Trung Hàn chú ý. Cộng đồng mạng đã để lại nhiều chú ý, ý kiến trái chiều và chia phe khi bàn luận về vụ việc. Tuy nhiên, phần lớn đều không đồng tình với cách đòi cởi, ràng buộc hợp đồng một cách thiếu chuyên nghiệp của Chu Khiết Quỳnh. Tại Trung Quốc, Chu Khiết Quỳnh nổi tiếng là mỹ nhân thị phi với những lùm xùm đời tư lẫn công việc. Cô từng có tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng, thiếu gia Vương Tư Thông, Thái Tử Khôn, cựu thành viên I.O.I, còn không ít lần hứng gạch, ăn nói vô duyên trên sóng truyền hình và thường bị phát hiện mặc đồ hiệu nhái. Gần đây, Chu Khiết Quỳnh còn chịu chửi bới vì nghi vấn tranh giành đất diễn với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ. Được biết, trong tác phẩm truyền thể này, nữ ca sĩ kiêm diễn viên chỉ đóng vai nữ ba Lý Nghiền nhưng bị đòi tự tăng đất diễn, lấn át cả đàn anh đàn chị. Phía Chu Khiết Quỳnh không lên tiếng giải thích trước nghi vấn trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.